Máy nổ dùng 7 tinh xin chào bà con nha bà con. Đó, hôm nay máy nổ dùng 7 tinh xin cho lên cho bà con mình cái lô máy xăng đầu lẻ đó nè ha. Mitsubishi. Con này là Mitsubishi TB GB. Đó, con này là Honda 3 ngựa rưỡi, cốt truyền vô chậm. Con này là Subaru Tokyo Mix Japan băng của Nhật. Đó, Honda 5.5 Nhật Bản. Đó, Kushin 180 6.5 HP. Đó thì đầu tiên á thì máy nổ dùng 7 tinh bình sẽ lên cho bà con một cái con đầu tiên ha. Con này là con xa con này là con Mitsubishi GB ha. Con này là để coi nó bao nhiêu, nó mất tiêu cái tem mà. Nó mất tiêu cái tem thì trên cái đế của nó còn cái mã số. Không phải thằng Mitsubishi GB thì nó bên hông. Đó, con này là GB 130 nha, model Ninja Băng ha. Chân chỗ này luôn nha bà con. Đó, GB sẽ đóng ở đây. GB 130 nè, con này là 4 ngựa, cốt thẳng tua nhanh, dòng tua 4000 ha. Đó, bà con thấy không? Lốc đẹp như mới ha. Tem toàn cầu, hai tem luôn, một tem trên áo, một tem trên cái ấy luôn nè. Tem toàn cầu này xuất được toàn quốc cho toàn thế giới, mất tiêu cái tem trước rồi nghe bà con. Đó, áo yếm đồ đạc con này là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên zin ha. Máy móc là bao cho bà con mình chưa gã gáp, chưa bung bao nổ và bao không ra khói ha. Đặc biệt bao ship tận nhà. Đó, bà con mua máy bên máy nổ Nhật Bản Thanh Bình thì không có cọc ha. Được kiểm tra hàng và test máy nổ trước khi thanh toán luôn. Đó, tặng kèm phụ kiện theo cho bà con là một chai vớt và một tiếp mở buri ha. Đó, đồ đạc của nó là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên zin, là cốt thẳng tua nhanh. Thì bà con mua về chạy xuồng, chạy sông, kéo nén xịt thuốc, kéo máy đầm bàn, đó, kéo máy cắt đường, thì mấy cái dòng này nói chung là xài cốt thẳng là xài rất là nhiều công chuyện ha. Đó, bô lửa là bô lửa zin ha, cọ UHV trắng tinh ha. Đó, khóa xăng ống xăng zin luôn nghe bà con. Đó, bình xăng của nó là Mikini model da băng zin luôn. Đó, máy là bao zin toàn tập, thùng xăng ngủ GB là thùng xăng ngủ nên sử dụng rất là yên tâm. Ví dụ mà tình trạng xét thùng xăng ha. Lốc đặc biệt, lốc con GB này đẹp như mới nha bà con, như mới luôn ha, quá đẹp ha. Con GB này đẹp dữ lắm, đẹp 4 ngựa, ốc bô là còn trắng tinh luôn nè. Mấy cái dòng máy móc bô trắng gì bảo đảm với bà con là xài rất là bền. Bởi vì bên Nhật ta xài không có nhiều, dân Việt Nam mình xài lại rất là bền ha. Áo yếm đồ đạc liền lạc ha. Đó, tem toàn cầu. Đó, có cái tem này xuất được toàn quốc cho toàn thế giới nên bà con yên tâm mà mua máy dòng máy này về xài ha. Đó, dòng Mitsubishi GB này thì nhạy chạy, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt garanti rất là nhuyễn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test nổ cái con này cho bà con mình tham khảo cái ha. Chắc tin ha. Con Mitsubishi này đặc biệt nó giật rất là nhạy chạy, giật rất là nhẹ, nhạy chạy. Đó mà lại garanti rất là nhuyễn. Dòng Mitsubishi GB này bán được chứ lắm luôn nha bà con. Khách hàng người ta rất là khoái cái dòng này. Đặc biệt bà con mua máy bên máy nổ Nhật Bản Thanh Bình thì bao zin rồi, bao nổ, bao không ra khói ha, bao ship tận nhà. Đặc biệt là không cọc và được bảo hành 6 tháng sử dụng nữa nghe bà con. Nên là con cứ yên tâm ha. Đó, con này là con C51 nè. Đó. Đó, tiếp tục con này là con C52 nha bà con. Đó, 52. Thì con này hiện tại mình mà đang báo cho bà con cái giá là 3 triệu ha. Đó, 3 triệu bao ship cho bà con ha. Đó, máy thì nói chung là ngày xưa con này á, là máy nổ Nhật Bản Thanh Bình bán tầm khoảng chừng 2 triệu rưỡi, 2 triệu 8 mà bây giờ công nó cấm nhiều quá nên ha. Nên máy bây giờ hút lại, giá tầm nó đội lên cao. Bán con này cho bà con cái giá 3 triệu. Biết là bắn mắt nhưng á, là bán được mắt thì bán phải có lời thì nó cũng không có rẻ được ha. Bà con thông cảm ha. Đó, rồi tiếp theo mình lên cho bà con cái con 3 ngựa rưỡi nè, Honda. Đó, bà con mình có ngày cũng hỏi máy cắt cỏ Nhật Bản, máy nổ Nhật Bản Thanh Bình nhiều nè ha. Đó, con này là 3 ngựa rưỡi Honda GX110, áo chụp giật, thùng xăng là zin hết ha. Bao cho bà con mình không sơn phết lại, bao đồ zin 100% luôn ha. Con này là con tắt nó vẫn còn zin nè. Đó, lốc đẹp như mơ luôn ha. Đó, GX110, số xe ghi 1659 ha. Đó, cốt chiền tua chậm, dòng tua 2000 ha. Đó, đặc biệt là bao không đụng một cái gì phá, đụng một cái gì phá vô ốc nghe bà con. Nó Honda GX110, bô lửa của nó là chụp bô ngoài bằng inox trắng tinh ha. Nó bợ lốc thì cực kỳ đẹp ha. Nó cái này là kêu bằng nó xuống màu theo năm tháng nghe bà con. Nó còn UHV ha. Bình xăng là Kenhin model da băng nè. Đó, da băng không, nói chung là toàn bộ máy là zin toàn tập, bô e cũng zin luôn ha. Máy còn sáng đẹp dữ lắm nha bà con, máy cực kỳ đẹp ha. Đó, cốt chiền tua chậm, dòng tua 2000 ha, mua về chạy xuồng chạy xong kéo ném thịt thuốc đồ thì hết sảy luôn ha. Rồi tên nổ này.
rất là im ha, garanti nhuyễn nhừ. Đó, biệt nó có lực xăng luôn nè. Đó, dọc Honda thấy ghét cái lực xăng nó khó khăn dữ lắm, nhưng mà còn bởi coi bình xăng con trong. Bình xăng lớn đẹp như mới luôn ha. Đó, bình xăng trong đẹp như mới luôn. Đó, vừa bắn là vừa coi thùng xăng cho bà con mình, cho bà con mình nãy ha. Nắp nắp zin luôn nè. Con này là cái mã số của nó là C53. Thì con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 2.800.000 ha. Đó, 2.800. Honda 3.500. Đó. Đây, bà con chốt máy thì nhớ kỹ giùm cho máy nổ giùm bãi tên mình là cái mã số ha. B53. Đó, bà con không nhớ cái mã số là máy giùm mình, máy nổ giùm bãi tên mình là lấy lộn. Rồi, tiếp theo là đến cho bà con một con Sabagu. Đó. Cái dòng này là Sabagu ha, dòng này thì bền dữ lắm, bền nói chung là dữ lắm luôn đó. Bởi vì dòng này là dòng Sabagu mà Tokyo Made in Japan của Nhật. Nó máy này là máy Nhật mà sản xuất từ nước Nhật luôn nha bà con, chứ không phải máy Nhật mà sản xuất từ nước khác ha. Đó, nước Nhật xíu dựng luôn nè. Con này là 6.0 HP là EX17 nè. Đó, dòng này giật rất là nhẹ chạy, rất là nhạy luôn, rất là nhẹ luôn ha, mà rất là nhạy, garanti cũng nhuyễn giật cực kỳ luôn. Dòng này đỉnh lắm. Đó, áo yếm của nó này ha. Đó, tem toàn cầu. Hình thức bên ngoài là mình chỉ rất là kỹ bà con vô like tự coi giùm cho máy nổ cho bãi tinh bình ha. Hình thức bên ngoài là mình không có bao. Không bao là ví dụ như nó chày, nó úa, nó vàng, nó mốp nhẹ gì đó thì bà con tự coi giùm cho máy nổ cho bãi tinh bình, phần đó mình không có bao. Ha, chỉ bao đồ zin thôi. Đó, đây số xe ghi nó nằm đây ha. Đó, con này là cốt thẳng tua nhanh dòng tua 4.000. Đó, hư cái công tắc nên mình lấy cái công tắc ấy mình để đây ha. Cốt thẳng tua nhanh, ốc cát của nó là mới tinh. Đồ đạc con này là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha. Đặc biệt con này thì cái thùng xăng của con này thì nó hơi mốp nhẹ một tí ha, nhưng tem mạc trên thùng xăng còn đầy đủ hết trơn nha bà con. Nó hơi lúng nhẹ một tí thôi. Để mình coi cái thùng xăng này coi đẹp hay xấu cho bà con mình luôn ha. Đó, máy này thì còn nữa. Còn luôn. Nó thùng xăng thì có nghĩ màu đen ha. Nó có đèn chứ nó không, nó cũng đèn trắng thôi chứ không có trắng hùng ha. Đó, cái này là báo cực kỹ cái tình trạng cho bà con mình ha. Đó, rồi mình sẽ test nổ con này cho bà con mình tham khảo cái coi. Đó, bà thấy không? Máy á là cực kỳ nhạy ha. Nói tuy nhiên nhờ đặc biệt con này giật rất là nhẹ. Sabagu này về hồi đó giờ là máy nổ giật bãi thanh bình là không thấy cái dòng nào mà nó đẹp hoàn hảo hết trơn, nó toàn là mốt mốt bình xăng rồi nó cắn cắn, không biết mình nhập sạc cái gì mà không có đó không biết. Nói chung ra là trời đang mưa nên máy nổ giật bãi thanh bình quay hơi nhanh nha bà con, gán coi dùm cho máy nổ giật bãi thanh bình ha. Con này là cái mã số của nó hồi nãy là bao nhiêu rồi ta, 53C54. Đó, con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 3.000.000 ha. Tính trời không có mưa, không có gắn cái mít vô bà con. Đó, rồi bây giờ trời vẫn mưa. Đó, nên giờ gắn cái mít không được ha. Bà con gắn tin ship nghe cho máy nổ giùm bãi tinh bình ha. Rồi, tiếp theo là con Honda GX160. Con này là đồ của nó là zin 100% ha, không sơn vết lại nghe bà con. Đó, Honda GX160 ha. Đồ là áo yếm, đồ đạc của nó rất là đẹp luôn ha. Boe, bô lửa nè, thùng xăng. Để mình coi thùng xăng trong có đẹp cho bà con mình không. Đó, con máy này có lượt luôn ha. Dòng Honda là lấy ra rất là khó ha. Nó thùng xăng ở trong thì hơi vàng vàng ha. Nó báo tình trạng cho bà con mình luôn. Đó, tem mạc đầy đủ ha. Đó, lốc đặc biệt con này cái lốc đẹp như mơ luôn nha bà con, đẹp như mới luôn ha. Đó, số xe ghi ha, tem toàn cầu, con tắc zin luôn nè. Máy là bao zin toàn tập. Máy này là bên Nhật Bản người ta xài cái cốt 22. Về bên máy về Việt Nam mình đó là máy cắt máy nổ Nhật Bản thanh bình có xuống cốt 19-20 để cho bà con mình sử dụng nha. Chứ cốt 22 thì mình không có cái đầu kẹt đăng để mình gắn vô, nên mua mà mình xuống cái cốt này mình nói thiệt tình với bà con là có xuống cốt 19-20 ha. Còn nguyên bao zin máy móc là bao zin trơn ha. Đó, bô lửa thì đen quyền nè, ở trong trắng tinh ha. Cò là cò OHV ha, trắng tinh luôn. Bình xăng là Kenhin luôn ha. Đó, máy rất là bốc, rất là đẹp luôn. Dòng 5.5 này bà con mua về xài là không biết chừng nào nó hư ha. Rất là mới luôn, máy mới tinh nha. Đó, bây giờ mình sẽ nổ này cho bà con mình tham khảo coi. Máy đặc
biệt là không có một miếng khối nhẹ nha bà con. Đó, đặc biệt không có miếng nhẹ, bảo hành cho bà con 6 tháng sử dụng luôn. Máy này ken spam luôn đó. Đó, con này là mã số 55. Đó, C55 nha bà con. Đó, C. C55. Con này hiện tại là mình đang bán cho bà con có giá là 3.800.000 ha. Đó, 3.800.000. Bà con mua máy bên máy nổ được bãi thanh bình thì yên tâm cái vụ là không có cọc ha. Mình yên tâm vụ cọc rồi, về nhà là được. Test máy kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha, rất là dễ nha. Tiếp theo là mình lên cho bà con một con CoSim ha. Con này là CoSim 180 thì con này là 6.5 mắc B. Đó, CoSim 180. CoSim này là đúng hãng của Nhật Bản luôn nha bà con. CoSim của Nhật Bản luôn nè, sản xuất từ nước Nhật luôn đó. Áo chụp giật, thùng xăng, đồ đạc của nó là nguyên zin không xước, 6.5 mắc B thì rất là mạnh ha. Đặc biệt cái con tắc là tắc zin luôn nè, lốc đẹp như mới nha bà con thấy không? Lốc của nó là giống như bao nhiêu máy mới luôn ha. Đó, không có một miếng gỉ ten gỉ sét ha, quá đẹp. CoSim, lốc để đóng CoSim. À, con này là cũng 19 đó gì nè. Đó, áo rất là đẹp hen, bua lửa thì đen quyền, cò là cò OHB, bình xăng là Huji, da băng. Đó, đây, đẹp cực kỳ ha, mình giới thiệu từng chi tiết cho bà con. Bên Nhật còn dính cái cổng gác bánh nữa nè. Đó, máy rất là đẹp ha. Đó, CoSim 180. Đó, bao zin 100%, máy này về là máy bên máy nổ cho bãi thanh bình đổ xăng vô là chạy luôn ha. Đó, coi thùng xăng cho bà con luôn. Con này thì thùng xăng nó cũng hơi vàng vàng ha. Đó, máy hơi vàng vàng là chắc ăn là máy là nhầm cái nào phải khó trên ít tình trạng mà trắng tinh lắm. Bởi vì nó để bãi á bà con, thời gian lâu quá xăng nó chảy ra hết, còn mà cái chất bám của nhựa nó dính lại là nó sẽ đen à ha. Đó, đây, mình sẽ đánh nổ con này cho bà con tham khảo ha. Máy chạy tiếng rất là mạnh ha. Nhuyễn nhừ ha, đặc biệt là bà con thấy không có miếng khói nhẹ ha, máy không có khói thì đặc biệt ở cái chỗ là nồng bạc phích tông cò bọng khích thì không có khói, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, máy mà nhạy chạy thì bà con biết rồi đó, độ khích của nó rất là cao, IC đến lửa bình xăng con rất là tốt nên nó mới nhạy ha. Đó, găng tiên mới nhuyễn rồi. Con này cái mã số của nó là C56. Đó, thì con này mình đang bán cho bà con có giá là 4.200.000 ha. Đó, 4.200.000. Cốt thẳng tua nhanh, dòng tua 4.000. Mấy cái dòng cốt thẳng này nè, về sử dụng rất là nhiều công chuyện luôn. Đó, bà con mình cần kéo nén cũng được, mà xịt thuốc cũng được, hay là mình chạy máy đầm bàn, máy đầm cốc, hay là máy gì nói chung ra để tua nhanh, là gặp mấy con này xinh xinh đồ ha, thì mua mấy con này rất là ok. Thì bữa nay á, là máy nổ Nhật Bản thanh bình đó là thu ship lên cho bà con được 5 con máy. Đó, bà con muốn chốt con máy nào thì nhớ kỹ mình cho máy nổ Nhật Bản thanh bình là cái mã số ha. Rồi, máy nổ Nhật Bản thanh bình không quên là gửi lời cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ kênh máy nổ Nhật Bản thanh bình ha. Rồi, máy nổ Nhật Bản thanh bình xin chào bà con nhé, là bà con trong live tiếp theo nha bà con.